Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Biên Vlog nha các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn vào nhà của nghệ nhân đóng tàu của anh Ti ở Phú Yên nha các bạn. Thì hôm nay á, mình nghe đâu là anh Ti có sửa một chiếc tàu giống hệt ở dân miền Trung của Vũng Tàu các bạn. Chiếc tàu này cũng làm bằng xốp mà nó chỉ không có đóng bằng miếng mà nó chỉ gột nguyên một cục xốp luôn, một cục xốp to á. Thì cục xốp to đó khoảng cỡ 1,5 m các bạn. Thì ngựa nhân đóng tàu Ti này sẽ gột đẽo lại thành một chiếc tàu rất là đẹp, sơn rất là đẹp đó nha các bạn. Bây giờ thì hãy theo chân mình đi vào nhà anh Ti để xem chiếc tàu này như thế nào nha các bạn. Còn bây giờ thì hãy đi theo tôi thôi. Đây nha các bạn, thì đây là nhà của anh Ti nè các bạn ơi. Thì mình sẽ chung vô xin lỗi các bạn nhé, mình sẽ chung vào hàng rào đó. Đây các bạn, đây là cái bán ghi shop chơi cánh của anh Ti nha, số điện thoại luôn nè, 0388566042 các bạn, đây gặp gỡ anh Ti nha. Còn đây đó các bạn thấy không, cái mô hình tàu cá hồ bơi là quá gió các bạn ơi, đó, một gió quá đó. Anh có neo một chiếc bỏ đỡ cái cánh hồ ảnh này, thấy không các bạn, thấy không, rất đẹp luôn nha. Đấy. À, giờ mình sẽ các bạn cùng mình vào nhà anh Ti nha. À, chào mày. Anh Ti tôi bổ ghi sơn ghi nặng vào để các bạn. Sơn ơi, sơn cứ sơn cho các bạn xem đấy các bạn. Đây lâu ngày quá gặp lại anh Ti vẫn đẹp trai như xưa nha các bạn. Bây giờ lúc nào cũng coi như là cái giật ánh sáng, coi như giờ coi như là giờ chắc cỡ 8 chưa ạ? Giờ coi như là thì các bạn anh Ti chưa có vợ các bạn mà có ba con nha. Giờ đây là... anh Ti mới tu sửa chiếc tàu này phải không? Coi như là tôi bỏ coi như khoảng đi 4 ngày. Coi như là chiếc Ti thì có sao hướng dẫn là mình giờ nó thật luôn, cái này là cái chiếc Ti là cái cục xốp to vậy các bạn ạ. Rồi coi như là mình gọt tàu gọt luôn, rồi mình giờ mình sơn bộ dìa mình vô cho nó đẹp, ý nghĩa là chiếc Ti là chiếc gọt chứ không phải là chiếc rất chiếc Ti là cái chiếc mà cái cục xốp nguyên mà mình gọt rồi. Mình gọt mình đẽo ra chứ không phải là mình ráp như những chiếc kia anh Ti. Rồi chiếc Ti nếu mà làm thì cũng nhanh, ý nghĩa là mình gọt là nó nhanh hơn mấy chiếc gấp đó. Là ví dụ mấy chiếc kia coi như là làm có chiếc Ti là coi như 15 ngày cho chiếc Ti làm một tuần thôi, ý nghĩa là một tuần là coi như xong rồi cái chiếc Ti. Vậy là chiếc ghi mình gọt thì mình làm nó rất là nhanh hơn hơn một chiếc ghi ráp ráp. Nhưng mấy chiếc kia thì nó công lắm, nhưng mấy chiếc kia nó công rất công. Đây các bạn thì cái sơ sơ chút nhìn rất đẹp lắm các bạn ơi, đây. Thì đây các bạn, chiếc này là chiếc rút hay chiếc gì anh Ti? Đây là phọt rút này, nhưng các bạn là phun rút này đường báo, người ta đặt là đường báo, biểu khách chữ cho người ta khách chữ đường báo. Đường báo rồi coi như là khách minh rô, rồi coi như là phú yên chín đây các bạn, 117 thủy sản á, ý nghĩa là đây còn có chủ rồi, đây có chủ đặt rồi. Lấy cái rét cho bưng lên cho đẹp. Thì mình dựng cho nó hình mẫu nó đẹp. Thì mình đạo diễn luôn. Đây anh Ti bưng đạo diễn các bạn. Cái chiếc đây thì người ta nó đặt coi như là 3 triệu này. Đó. Chiếc này nó đặt 3 triệu luôn, đéo lúc cục shop ha. Đéo lúc cục shop. Mình mua cục shop là coi như là 300.000 rồi các bạn ạ. Mua cục shop nhiêu 300 hả? Mua cục shop 300.000 mà coi như là mình làm coi như chiếc đi một 10 ngày thì người ta là đặt mai đi là lấy, tức là cái chiếc đi mai đi mình lấy. Giờ các bạn có mua chiếc đi thì không có cái chủ đâu. Dạ là mấy bạn ơi, thì chiếc này thì anh nói là nếu mấy bạn có mua thì cũng không được nữa rồi, đã có chủ rồi. Có chủ từ chiếc đi mình sẽ nào đẹp rồi. Đây các bạn, đây còn này cho em hình như đây là các bạn sơn luôn lĩnh đúng không các bạn ơi, thấy không, sơn luôn rất đẹp luôn. Cái pin thì các bạn không, cái pin nó rất là cái màu khác không những chiếc kia. Thì cái pin này đây không phải sơn nha, đây là mình phải ướp và dán luôn các bạn ơi, nhìn chiếc kia này rất đẹp. Mình Ti coi như giờ cũng được gặp nhau, giờ coi như là bằng phun cũng có và bằng gọt đây cũng có, mà coi như là rắp rắp cũng có, nên coi như cái lạnh chính là gì? Anh Ti đợt này tay ngờ nâng lên một cái gọi là thượng thừa các bạn ơi. Thì
giờ nâng lên là mình đào bằng gì, ghi bằng gì? Mình coi như là gọt cũng được, mà coi như là bằng phone nhỏ, phone giống cũng, cũng được. Lắp ráp được hết, giờ cũng như là đây các bạn mình sẽ quay cận cảnh chiếc chiếc thuyền này sơ sơ chút. Rất nặng ha. Được, đây các bạn. Đây. Thì, nếu mà sao là chiếc đi ra tiểu thì cũng từ bình thường không cho em có cao đâu, ví dụ nếu mà châu mà thôi giờ chắc đâu đây là nếu anh em nào chơi thì cũng hết hết được rồi. Nếu mà các bạn có mua nữa thì cũng không có ý nghĩa hoài này à, chỉ là coi như là cần tết hả? Cần tết chứ coi như là nếu mà mua cục sắt đi thì hơi kinh, thì coi như là nếu có mua rồi đi là cũng hoài này à, thì cũng có và các bạn coi như là mà vài ngày cũng có, còn nếu mà đi thì không có, thì lý do là chưa có shop ấy là chưa có shop không? Ghi lắp ráp thì nhiều lắm, nhưng mà các bạn có muốn ghi gì đi phone cũng có, phone nhựa ấy, nhựa xanh ấy, phone ấy mình đóng cũng được. Đó mới là coi như là bên tay dẫn lên một cái chân ghi nhựa phone cho các bạn, coi như là cái mô hình là ghi nhựa phone cho các bạn xem luôn. Rồi coi như đây là coi như là cái mẫu, đây là cái mẫu đi nhựa xanh, còn cái mẫu cái chưa xong, cái nghĩa là còn 3-4 ngày nữa là cũng xong rồi, là bên tây coi như là có dịp bữa nào là bên tây coi như là dẫn ra một cái chiếc ghi đóng được phone ấy, rồi các bạn xem luôn. Rồi anh Tây nói là nói các bạn là chuẩn bị anh Tây sẽ đem một diễn một chiếc ghi làm bằng phone nhựa ha, phone nhựa nó cái mẫu nó ở phố Phú Yên mình hả anh Tây? À Phú Yên mở da núi rồi mở cái gì chiếc ghi lớn cái vậy. Rồi các bạn. Nhưng cái chiếc này phọt nhiều dân ở miền Trung phải không anh Tây? Em thấy chiếc này rất đẹp. Coi như là nó cũng lai miền Trung đây. Quá đẹp các bạn ơi, chiếc này. Quá nghĩa là ý nghĩa là bên Tây làm coi như là sửa đi coi như cái sống mấy ngày cái cabin đây làm cái cabin mà sát mấy ngày luôn. Tại vì cái Tây anh bưng đứng em nói cho đẹp. Các bạn thì nó mau chứ mà ý nghĩa là mình tu bổ sắc đẹp vô là nó lâu. Chiếc này em rất ưng ý chiếc này anh Tây, nhìn thấy nó bẹt dụng nó hốt rồi nè. Hốt rồi, chiếc này em rất ưng ý. Đỡ chụp tâm ảnh làm kỷ niệm chiếc này nha. Đây các bạn ơi, thật sự mình rất là thích luôn. Màu mì thì rất đẹp, rất là giống mẫu trầu ở miền Trung nha các bạn. Đây là không phải là mẫu trầu ở Phú Yên nha, nhưng vẫn làm được những mẫu trầu như thế này. Đấy, các bạn thấy không, nhìn mơ ly chưa? Đấy các bạn, rất là đẹp luôn. Minh Tây cũng giao lưu thêm chút nữa nha. Nghĩa là Minh Tây là ở Phú Yên đây, chơi mà gần nhà thôn Phú Thai nha các bạn. Mình các bạn mà đam mê là đến nhà Minh Tây thì ở gần nhà thôn Phú Thai là cỡ 100 mét thôi. Tới nhà thôn Minh Hố thì có nhà Minh Tây liền, đầu là Tây Phú Yên là biết rồi các bạn. Mà mình nói luôn các bạn nha, anh Tây có nhận sửa ghi các bạn, thì anh em nào có những chiếc trang mô hình mà bình shop bình hư á thì anh Tây anh có thể sẵn sàng sửa và sửa chữa như chiếc này nè các bạn. Anh em nào có nhu cầu làm mới hay làm như thế nào, anh Tây sẽ sửa chữa lại mới đỡ anh em kịp đỡ chơi tết nha. Đây cái nghĩa là bên Tây coi như là người ta đi tới thì mình cũng coi như là sửa chữa giùm người ta luôn đó. Như cái chiếc đi coi như là cũng hư hết, coi như mà ý nghĩa là bên Tây cũng không có gọt cái lọ đây, chứ mà ý nghĩa là người ta nổi là chơi coi như hư hết, coi như giờ coi như bên Tây cũng quen vì lại cái pin đồ làm cái chiếc này cái... anh Tây anh cũng có tâm sự với các bạn mình sẽ nói lại luôn. Cái chiếc này thì người ta đã chơi hư hết rồi, nhưng đem tới nhà anh Tây sửa trong vòng 7 ngày thì cái chiếc này sẽ rất đẹp, và chiếc này chuẩn bị sẽ đi về thôn Phú Thọ 1 đợi ăn tết nha. Còn mình thì ở Phú Thọ 2. Mình ở Phú Thọ 2, còn đây là chiếc đây là sửa lại cho nấu đi tới thôn đây. Phú Thọ 1. Các bạn thấy không? Nó khác hơn những cái chiếc lắp ráp nha. Nhưng cái chiếc này rất chắc chắn nha anh Tây. Mình nói thiệt. Tại sao chiếc này rất chắc chắn? Ví dụ coi như là có cái trâu thì trâu trước là cũng chắc chắn, nhưng mà ý là trâu được cảnh thì không bao giờ hư, ví dụ lắp mày chứ trước cái cũng vậy. Thế mà như thấy cái mũi rất là dước, rất đẹp luôn các bạn ơi. Mình sẽ tạm dừng và kết thúc cái chất đầu này nha các bạn, thì hẹn các bạn lại video sau nha. Rồi các bạn coi như nếu mà có thấy Minh Tây coi như là ủng hộ ghi cỏ đẹp thì bấm vô like đăng ký mình điểm vào lớp nha. Anh Tây cũng có còn một chiếc một kênh nữa, đó là Tây Phú Yên là nha các bạn. Hãy thăm cái kênh của anh để càng ngày anh càng phát triển và nhiều người biết đến của ngựa nhân đóng đầu Tây. Mình là mô hình Phú Yên, Tây Phú Yên cũng có, mà mô hình Phú Yên cũng có, các bạn nhập chữ vô rồi mô hình Phú Yên cũng có và Tây Phú Yên cũng có. Rồi.